Đây nắm nó luôn đó. Sới này lên. Rồi ngồi lên, sới luôn. Hôm nay Lê Tuấn test nổ của em Eshiki TS2210 các bác nhé. Và để trục xoay đang nguyên bản luôn của em đó. Rồi ok, đã có tác dụng các bác nhá. Rồi xoay luôn. Rồi. Xuống. Ok, xuống luôn này, thấy chưa? Rồi, bắt đầu xoay này. Rồi. Rồi. Rồi, chỗ quay coi. Chỗ quay. Rồi ngồi lên chỗ này. Xe còn rất đẹp nha, đàn xin luôn tất cả. Rồi ok. Còn đất mới đẹp ha, đèn luôn hai bên. Rồi rồi ok nhá, đây là một video đã xong và để Lê Tuấn vào coi như là nói chuyện với chủ để cho anh em ai đang thích dòng Eshiki và chiếc sới này đăng lên luôn đó nhá, đăng một series của nó luôn đấy, để nhả giá luôn cho các bác. Rồi, và Lê Tuấn xin dừng ở đây. Xin chúc cả nhà mạnh khỏe, làm ăn kiếm nhiều may mắn trong cuộc sống. Chiều thứ bảy nó chạy về tim. Bác nhé.